Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Psycho. Thì hôm nay em mang ra cho mọi người hai cái mẫu xe. Một bên là Lifeline, con này có giá là 9,5 triệu. Một bên là Twitter Smile tay ngang nha mọi người. Thì clip này em không so sánh, nhưng mà em mang ra hai cái mẫu xe để cho mọi người có thêm cái sự lựa chọn cho mình. Tại vì hai con, một con là 9,5 triệu, một con thì 11 triệu. 10,5 triệu thì nó trên nhau 1 triệu, thì nó nằm trong cái khoảng giá đó. Nhưng mà hai con này nó khác giá tiền, nên là không thể mang ra mà so sánh con này hơn con kia được, tại vì giá tiền nó đã khác, nó chênh lệch rồi. Nên là clip này em sẽ giới thiệu cấu hình của hai mẫu xe để cho mọi người có cái sự lựa chọn nó thích hợp với cái bản thân của mình nha. Rồi bây giờ thì bắt đầu video nào, let's go. Đây là mẫu Twitter Smile tay ngang. Thì con này bên em có làm sơ qua giới thiệu chi tiết cái mẫu xe này rồi, thì bây giờ em xin phép là nhắc lại để cho những anh chị nào mà chưa xem qua những cái dòng xe này thì có thể tham khảo cấu hình của mẫu xe Twitter Smile này nha. Con này thì tổng thể là xe này rất là nhẹ mọi người, cực kỳ nhẹ. Khung nhôm nè, ở đây chúng ta có một cái phụt carbon, phía dưới thì một cái vành nhôm của Razorback. Kèm theo đó là một cặp vỏ của Innova Pro nè. Dòng vỏ này có thông số là 700x25C đó. Khá là phổ biến rồi, mọi người coi clip bên em nhiều chắc chắn sẽ biết cái dòng lốp của Innova Pro này. Rồi, phía trên thì chúng ta có một bộ tay thắng của Razorback. Tay thắng thì của Razorback, nhưng mà ngàm thắng á, thì là của Techo. Ngàm thắng của Razorback với Techo á, thì em thấy cái chất lượng nó tương đương nhau, y chang, y đúc nhau thôi, không có khác biệt nhiều lắm. Phần tay thắng thì cũng có một cái miếng cao su ở đây nè, thì cảm giác cho mình thắng thì cái cảm giác thắng nó rất là chắc tay, cực kỳ chắc tay. Hành trình thắng của thắng Techo với lại là Razorback á, thì nó cực kỳ ngắn nha mọi người. Nên là nếu mà anh chị nào mà phải chạy quen, chứ không mình phản xạ, nhiều khi xe qua đường gấp á, mình bóp gấp quá là nó lết bánh là nguy hiểm. Tiếp theo thì trên này chúng ta có một cái bộ ghi đông mô tan nhôm của Twitter. Thì ghi đông này thì khá là dài, nếu mà anh chị nào có bả vai dài á, thì chạy ghi đông này rất là phù hợp. Còn những anh chị nào mà vai mình nó ngắn, nó nhỏ, thì mình có thể hạ cái phần ghi đông này lại một tí là ok. Rồi ok. Phía dưới thì chúng ta có một bộ đùi đĩa trục rỗng nha mọi người. Đùi đĩa trục rỗng của Razorback, 2 đĩa, 11 clip. Rồi, ở đây thì chúng ta có thêm một cái bộ truyền động của SRAM. SRAM này là SRAM Rival nha mọi người, chính hãng của SRAM luôn, rất là xịn sò. Mặc dù là SRAM Rival thì dòng thấp thôi, nhưng mà thương hiệu SRAM thì khá là nổi tiếng rồi. 2 đĩa 11 clip, gạt đĩa trước nè, cùi đề sau cũng của SRAM Rival. Thì cá nhân em á, thì thương hiệu SRAM là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng rồi, dành cho những cái xe mà nó dành cho những cái xe mà cao cấp, phải gọi là cao cấp, thì sử dụng những bộ rúp của SRAM. Thì ở đó thì chúng ta có SRAM điện thôi, còn ở đây thì SRAM cơ. SRAM cơ thì tích hợp trên mẫu Twitter này em thấy là rất là xịn sò nha. Đó, rồi con này có giá là 10,500,000. Ok, vành rất là trớn nha mọi người, cực kỳ trớn luôn. Âm thanh của Razorback thì mọi người coi clip bên em nhiều là chắc cũng nghe được âm thanh nó nhiều rồi. Rồi qua bên này, bên này thì chúng ta có một cái mẫu Twitter, mẫu Lifeline. Thì con này cũng có cái clip giới thiệu rồi, nhưng mà ở đây thì em chỉ nhắc lại thôi, những anh chị nào chưa xem thì có thể xem qua. Phía dưới trước đi, phía dưới thì chúng ta có một cái cặp vành của Novatec. Thì thương hiệu Novatec thì Sava áp dụng rất là nhiều. Thì Sava với lại Twitter á, thì so sánh về phần vành á, thì vành của Sava sẽ cao hơn một bậc, Novatec xịn hơn Razorback một tí. Rồi trên này chúng ta có một cái bộ khung nhôm, gọc yên cũng là gọc yên nhôm. Cái độ hoàn thiện của mẫu Lifeline này thì rất là đẹp nha mọi người. Cái độ chi tiết nè rất là đều nhau, kể cả từ phần chén cổ cho đến những cái vị trí dây đi âm sườn rất là đều. Rồi thắng thì chúng ta có một bộ thắng cơ có thông số là 140 nha mọi người. Thì cái dòng này nó chuyên đi phố, nó chuyên đi phố. Trên này thì chúng ta có một bộ tay đề của L2R7, thì có 2 đĩa và 10 clip, thấp hơn so với mẫu Twitter Smile một bậc. Đó, ghi đông bô tan nhôm, rồi tay nắm nghỉ luôn nè.
Phần lốp thì chúng ta có một bộ lốp của Kenda. Lốp này có thông số là 700x25. Thì ở đây chúng ta cũng có vân luôn, có vân luôn. Thì xíu nữa em sẽ nói ra hai cái ưu điểm của mẫu hai mẫu xe này. Rồi về phần khung thì khung của con này vẫn là khung nhôm, rồi không có mối hàn nè, dây đi âm sườn nè, rồi cọc yên thì cũng rất là đẹp. Cái mẫu Lifeline này em cực kỳ thích cái phần cao su mà để che cái phần chốt yên lại nha. Thì cái cao su này cực kỳ dày, rất là cứng, rất là chặt. Mọi người đi mà ngoài mưa thì mưa nó ít cái bị vào ở trong sườn của mình. Đó, như vậy thì nó tốt cho khung sườn hơn. Rồi, phía dưới thì chúng ta vẫn có một cái gạt đĩa nè. Rồi cùi đề của L2R7 luôn. Đùi đĩa thì của hãng Lip luôn nha mọi người. Đùi đĩa trục rỗng luôn, 50-34. Đó, hai đĩa 10 Lip. Phía sau vẫn là đùm của Novatec nè. Đó, cho mọi người nghe qua cái trớn nha. Dòng này thì trớn lắm. Vành thì hoạt động cực kỳ ổn định, Novatec thương hiệu khá là nổi tiếng rồi mọi người. Nên là cứ yên tâm mà xài thôi. Thắng đĩa cơ. Rồi, thì hai cái dòng này, một con là 9,5 triệu, một con là 10,5 triệu. Thì nó khác nhau ở gì? Thì cái mẫu Lip Fly này á thì có thông số là 725 ở vòng bánh. Nhưng mà cái vòng bánh này, cái lốp này sử dụng lốp có gai nha mọi người, nên là nó thiên về đi trong phố nhiều hơn so với lại cái mẫu Twitter Smile. Twitter Smile thì em sẽ nói riêng. Đó. Còn khung sườn của mẫu xe này á, thì nó thiết kế cũng đẹp hơn so với lại Twitter Smile. Với cá nhân em nha, thì khung sườn của mẫu Lip Fly này đẹp hơn, nhìn to khỏe cứng cáp hơn. Đó. Tay nắm cũng là tay nắm nghỉ nè, nên là mọi người đi trong phố á, thì nhiều khi mình đi đường nó đông mới kẹt xe á, thì cái tay nắm nghỉ này nó cũng giúp cho mình một phần nào đó là đỡ mỏi. Rồi, phần ghi đông thì nó làm ngắn thôi, không có dài như là mẫu Twitter Smile. Nên là con này nó sẽ thích hợp đi trong phố nhiều hơn so với lại mẫu Twitter Smile. Còn mẫu Twitter Smile bên này á thì nó thiên về tốc độ nhiều hơn nha mọi người. Bộ truyền động của SRAM này 2 đĩa 11 clip thì nó cho chúng ta đạt được cái tốc độ cao hơn. Nếu mà mọi người đi trong ngoại ô một tí đi, thì cái dòng này nó rất là thích hợp. Đi nhiều khi mình sung sức lên cái bắn đuôi xe bắn súng thì cái mẫu xe này nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu đó cho mình, là chạy tốc độ cao. Đó. Nhưng mà cũng vừa là cái dòng touring, mình đi trong phố nhiều thì nó hơi mỏi so với cái mẫu Lip Fly này. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ có tốc độ nhiều hơn, khung nó cũng sẽ nhẹ hơn. Thì phần khung và phuộc ở đây thì chúng ta có phuộc carbon, khung nhôm. Nhưng mà khung nhôm này là nhôm siêu nhẹ nha mọi người, cực kỳ nhẹ luôn. Con này có trọng lượng là 9,5 kg. Còn mẫu Lip Fly này á thì nó có trọng lượng là 11,5 kg, hồi nãy em có cân rồi. Thì hai con này nó chênh nhau 2 kg. Nhưng mà giá tiền nó cũng chênh nhau, nhưng mà chênh nhau chỉ 1 triệu thôi. Nếu mà mọi người có sự lựa chọn cho mình, một bên là 9,5 triệu, bên mình là 10,5 triệu, thì sẽ chọn mẫu xe nào? Có thì comment ở phía bên dưới nha. Rồi, còn thì cái video này thì em chỉ nói sơ qua để cho mọi người nắm là nếu mà mọi người chọn tốc độ một tí thì nên đi mẫu Twitter Smile. Còn đi nhẹ nhàng, thông thả, đi trong phố cho nó khỏe khoắn á, tập thể dục thôi á, thì nên mẫu Lip Fly này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó cho mọi người. Rồi, còn video này thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp mọi người video tiếp theo. Bye bye.